Cô chào các em học sinh thân yêu. Cô xin giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Mai Thi. Cô đến từ trường tiểu học Trương Định, quận 12. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu môn chính tả ở lớp 4 nhé. Các em thân mến, trước khi qua bài mới, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập như sau: vở, bút, thước kẻ. Hôm trước chúng ta học bài Người viết truyện thật thà. Cô nhận thấy các em đã biết cách trình bày bài chính tả sạch sẽ và viết chữ rõ ràng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số em viết sai một số từ. Bây giờ các em lấy vở và bút để chúng ta viết lại một số từ đó nhé. Từ thứ nhất, đó là từ tưởng tượng. Từ thứ hai, truyện ngắn. Từ thứ ba, dự tiệc. Và từ cuối cùng, đó là từ ấp úng. Sau khi các em đã viết xong rồi, các em quan sát trên màn hình và đối chiếu với kết quả của mình. Nếu các em viết đúng rồi thì cô có lời khen. Nếu các em viết sai thì các em xuống dòng, sửa từ sai và viết lại cho đúng nhé. Các em thân mến, các em quan sát trên màn hình và đây là nội dung mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong ngày hôm nay. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là nhớ viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trích trong bài thơ Gà trống và cáo. Hai, tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng âm tr, chờ, ươn, ương để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa đã cho. Các em thân mến, đây là một bức tranh mà các em đã được tìm hiểu trong bài tập đọc Gà trống và cáo của tác giả La Fontaine, Nguyễn Minh lược dịch. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em viết đúng chính tả hai đoạn thơ cuối của bài thơ Gà trống và cáo. Cô sẽ hướng dẫn các em cách trình bày các dòng thơ trong bài. Các em thân mến, ở tiết học trước, cô đã dạy các em học thuộc hai đoạn thơ cuối trong bài tập đọc Gà trống và cáo. Các em đã học bài chưa nào? Và sau đây, các em lắng nghe cô đọc hai đoạn cuối của bài thơ Gà trống và cáo. Mời các em lắng nghe. Gà trống và cáo. Nghe lời cáo dụ thiệt hơn, gà rằng si được ghi ơn trong lòng. Hòa bình gà cáo sống chung, mừng này còn có tin mừng nào hơn. Kìa, tôi thấy cặp chó săn từ xa chạy lại chắc loan tin này. Cáo nghe hồn lạc phách bay, quắp đuôi co cẳng chạy ngay tức thì. Gà ta khoái chí cười phì, rõ phường gian dối làm gì được ai. La Fontaine, Nguyễn Minh lược dịch. Các em thân mến, sau khi các em lắng nghe cô đọc một lần nội dung của hai đoạn thơ cuối trong bài thơ Gà trống và cáo, các em cho cô biết nội dung của đoạn thơ nói lên điều gì? Các em suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Nội dung của đoạn thơ là nói lên sự thông minh của gà trống đã không bị mắc mưu của cáo, mà còn làm cho cáo sợ phải bỏ chạy. Vậy, những dấu câu nào cần phải lưu ý? Những chữ nào trong đoạn thơ cần phải viết hoa?
Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Các em suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Các em thân mến, đây là thơ lục bát. Trước khi viết, cô sẽ hướng dẫn cho các em trình bày đẹp nhé. Tựa bài, các em sẽ lùi vào 4 ô vỡ. Dòng 6 chữ, các em lùi vào 2 ô. Dòng 8 chữ, các em viết sát đường kẻ đậm của vở. Chữ đầu các dòng thơ, các em nhớ viết hoa. Viết hoa tên riêng của hai nhân vật có trong bài, đó chính là gà trống và cáo. Lời nói trực tiếp của gà trống và cáo phải viết sau dấu hai chấm kết hợp với dấu ngoặc kép. Các em lưu ý, khi chúng ta viết xong đoạn thứ nhất thì chúng ta viết dấu chấm sau cụm từ chắc loan tin này. Kế tiếp nữa là hai dòng thơ. Cáo nghe hồn lạc phách bay, quắp đuôi co cẳng chạy ngay tức thì. Các em nhớ viết dấu chấm sau từ thì. Và khi kết thúc bài thơ này, các em nhớ viết dấu chấm sau từ ai. Cuối cùng, các em lùi vào 8 ô để viết tên tác giả. Vì đây là bài thơ nhớ viết nên hôm trước cô đã dặn các em học bài rồi. Các em viết bài cho tốt nhé. Các em thân mến, bây giờ các em chuyển sang phần luyện viết từ khó. Trong bài này có một số từ khó, các em lắng nghe cô phân tích nhé. Từ thứ nhất, đó là từ gian dối. Trong tiếng gian có âm đầu là gì? Trong tiếng dối có âm đầu là giờ. Các em lắng nghe cô đọc lại. Gian dối. Các em đọc lại từ gian dối nào? Từ thứ hai, đó là từ loan tin. Trong tiếng loan có chứa vần oan. Các em lắng nghe cô đọc. Loan tin. Các em đọc lại cho cô từ loan tin nào? Từ thứ ba, đó là từ quắp đuôi. Trong tiếng quắp có chứa vần ấp. Trong tiếng đuôi có chứa vần ui. Các em lắng nghe cô đọc. Quắp đuôi. Các em đọc lại từ quắp đuôi. Và từ cuối cùng, đó là từ khoái chí. Trong tiếng khoái có chứa vần oai. Các em lắng nghe cô đọc. Khoái chí. Các em đọc lại từ khoái chí nào? Và bây giờ các em đọc lại tất cả 4 từ. Từ thứ nhất, đó là từ gian dối. Từ thứ hai, đó là từ loan tin. Từ thứ ba, đó là từ quắp đuôi. Và từ cuối cùng, đó là từ khoái chí. Sau khi các em đã đọc rồi, thì bây giờ các em lấy giấy nháp hoặc là bảng con để các em viết lại một số từ khó này vào nhé. Các em thân mến, để các em viết được tốt bài chính tả, thì cô yêu cầu các em hãy tạm dừng video để đọc bài nhé. Bây giờ các em hãy tạm dừng video để viết bài nhé. Sau khi các em đã viết bài xong rồi, thì các em đối chiếu bài viết của mình với hai đoạn thơ trên màn hình. Nếu các em phát hiện ra lỗi sai, thì các em lấy bút chì và thước gạch dưới chân từ viết sai. Sau đó, em xuống dòng sửa từ sai thành từ đúng. Sau khi các em đã sửa lỗi trong bài rồi, thì các em gửi bài viết của mình về
cho giáo viên chủ nhiệm của mình nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện tập với bài tập số 2. Yêu cầu như sau, tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng A. Tìm những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng âm ch hoặc tr. Các em lắng nghe cô đọc. Con người là một sinh vật có chấm 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 tuệ, vượt trên mọi loài, có phẩm chấm 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 kỳ diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu chấm 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 lòng đất, chấm 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 ngự được đại dương, chấm 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 phục được khoảng không vũ, chấm 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 bao la. Họ là những chấm 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 nhân xứng đáng của thế giới này. Để tìm từ có chứa âm tr hoặc là ch, các em tạm dừng video để suy nghĩ và làm bài nhé. Sau đây, các em đối chiếu kết quả trên màn hình và kết quả bài làm của mình. Nếu các em điền sai, các em hãy lấy thước và bút chì gạch chân dưới từ sai và sửa lại cho đúng nhé. Cô có lời khen các em đã hoàn thành bài đúng. Như vậy, con người là một sinh vật có trí tuệ vượt trên mọi loài, có phẩm chất kỳ diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chế ngự được đại dương, chinh phục được khoảng không vũ trụ bao la. Họ là những chủ nhân xứng đáng của thế giới này. Như chúng ta đã biết, con người chúng ta rất là thông minh, giàu trí tuệ, luôn khát khao ước mơ và sáng tạo, luôn chinh phục những khó khăn thử thách. Chính vì vậy, con người được xem là tinh hoa của trái đất. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 2B. Tìm những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc là vần ương để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây. Các em lắng nghe cô đọc. Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay chấm 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 trên bầu trời, bay trên chấm 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 được làng mạc, thành phố quê chấm chấm chấm, vượt qua các đại chấm 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 mênh mông để chuẩn bị cho chấm 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 lai. Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục chấm 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 xuyên cho cơ thể khỏe mạnh chấm 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 tráng. Để tìm được các từ có chứa vần ươn hoặc là vần ương để điền vào chỗ chấm cho thích hợp, thì các em tạm dừng video để chúng ta suy nghĩ và làm bài nhé. Sau đây, các em đối chiếu và so sánh kết quả bài làm của mình và kết quả trên màn hình. Nếu các em làm đúng thì cô có lời khen. Nếu có một số từ mà các em làm bài chưa đúng thì các em nhớ gạch và sửa lại cho đúng nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay lượn trên bầu trời, bay trên vườn tược, làng mạc, thành phố quê hương, vượt qua các đại dương mênh mông để chuẩn bị cho tương lai. Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục thường xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Các em thân mến, đây là những hình ảnh của các cô chú phi công. Các cô chú đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao, là người luôn có trách nhiệm, điềm đạm, bình tĩnh, tự tin.
Sau này muốn trở thành những chú phi công giỏi như thế thì các em cần phải ra sức học tập tốt, rèn luyện thể thao, tập thể dục mỗi ngày, nỗ lực kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách. Thì cô hy vọng các em sẽ trở thành những chú phi công giỏi, đều được bay lượn trên bầu trời, vượt qua các đại dương mênh mông và có thể khám phá những điều thú vị trong cuộc sống này nhé. Trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn phải có những ước mơ, đeo đủ ước mơ thì chúng ta sẽ trở thành hiện thực đó các em ạ. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em chuẩn bị bài chính tả nghe viết Trung thu độc lập, phân biệt âm R, G, C, yên, 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 sách giáo khoa trang 77. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe và học tập tốt.